Sở thủ xuất hiện rồi. Tất cả chuẩn bị hành động. Nếu trong 2 tiếng cô không đem tiền đến thăm quý thì tôi sẽ phá thai. Luôn cái đứa nhỏ mà cô cũng không muốn sinh cho anh. Cô có tư cách yêu anh không? Bây giờ tình hình của cô rất nguy hiểm. Tôi không biết giải thích sao với cô. Nhưng coi như tôi cầu xin cô tin tôi thêm lần đi, có được không?